Xin chào các bạn. Trên tay của mình đây là hai chiếc mạch điều khiển từ xa dành cho quạt. Và với những chiếc mạch như thế này, thì các bạn có thể biến những cái quạt thông thường như này thành những chiếc quạt thông minh điều khiển từ xa được, các bạn nhé. Và đây là hai cái mạch bán khá chạy trên thị trường, cũng rất nhiều người mua. À, vậy chúng ta nên chọn cái loại mạch như thế nào, mạch nào thì tốt? thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong cái video hôm nay. Chúng ta hãy cùng bắt đầu đây là hai cái mạch thì bên tay trái của mình là một cái mạch do Trung Quốc sản xuất thì các bạn nhìn thấy toàn tự tiếng Trung luôn còn một cái mạch bên tay phải thì là do Việt Nam sản xuất có đầy đủ tiếng Việt đây có sản xuất tại đâu này Đấy. tại Trưng uh, Trắc Văn Lâm Hưng Yên OK và bây giờ chúng ta sẽ xem xem cái mạch nào ngon hơn và chúng ta nên dùng mạch nào bây giờ mình sẽ mở trước về cái mạch của Trung Quốc này ra rồi thì cái bộ mạch Trung Quốc thì nó có hai phần một cái bo mạch và một cái điều khiển thì các bạn nhìn thấy ở đây có cái điều khiển nó đã việt hóa rồi thì thực ra cái này là cái điều khiển đa năng này người ta chỉ in thêm tiếng Việt vào thôi và đây là cái bo mạch của Trung Quốc các bạn thấy đây nó cũng khá nhỏ nhắn nhìn thì trông cũng được nhưng mà mình thấy linh kiện nó thưa quá nhỉ làm cái mạch nó hơi to cái linh kiện thưa này thì mình nên làm cái mạch nó nhỏ nhỏ lại một chút còn đây nó là cái mắt cảm biến hồng ngoại để nó nhận cái tín hiệu từ cái remote này Uh, mỗi tội là cái ông Trung Quốc này ông làm này dâu gì của linh kiện nó cắm như thế này không cẩn thận là bị chập đấy nhá thì trên mạch của Trung Quốc thì nó cũng sẽ có ghi đầu vào và đầu ra tuy nhiên nó ghi toàn bằng tính chung thì các bạn ạ thì bao giờ nó cũng sẽ có hai cái đầu dây vào gồm có dây trung tính và dây pha đấu vào đây còn dây com là dây chung và quạt của chúng ta bao giờ nó có 3 số đúng không thì số 1 đấu vào đây số 2 đấu vào đây và số 3 đấu vào đây còn cái chân cuối cùng này chính là cái ra cái motor đảo các bạn nhé thì ở đây các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái hàng bốn con chiếc để nó đóng mở cái đầu ra như này, này. Đây có một cái còi. Ở phía dưới này thì các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái con vi điều khiển chân rết này. Và nó chả có số má đi. Ông Trung Quốc ông rất hay xóa số đi. Và để cấp nguồn cho con vi điều khiển này thì nó sẽ thông qua một cái hệ thống tụ. Đấy, giảm áp bằng tụ các bạn nhé. Tụ và điện trở này. Sau đó là nó sẽ qua một cái con diode để nó nắn dòng. Và ở đây nó sẽ có một con diode Zener nó ổn định điện áp ở mức là 5,1V các bạn này. Với cái ông Trung Quốc thì trước khi mà đấu điện thì các bạn để ý này, cái chân này, này, Đây cái chân này. Nó đang gần gần sát vào nhau này. Nó chả cắt đi gì nên là các bạn đấu các bạn phải để ý nhá. Không là nó chạm chập đấy các bạn phải cắt bớt những cái chân này đi. Rồi tiếp theo mình sẽ mở cái mạch của Việt Nam. Thì về cảm quan thì mình thấy là cái mạch của Việt Nam họ làm khá đẹp luôn cái hộp của nó làm rất đẹp luôn đây đây là các cái linh kiện bên trong của cái mạch của Việt Nam đây wow, cũng bọc đầy đủ giấy bóng trong sốc các thứ đầy đủ hết luôn đây là cái mạch chính nhá còn đây là cái remote này thì đầu tiên các bạn nhìn thấy cái remote thì cơ bản hai cái nó đều như nhau thế nhưng mà mình đánh giá cao về cái độ hoàn thiện của cái mạch Việt Nam đây các bạn nhìn thấy mô đồ của nó là NK 1303V cái này là cái mô của cái remote này thì các bạn nhìn thấy nhá Cái hoàn thiện của cái mạch Việt Nam này Nhìn trông nó đẹp hơn này. Cái nhựa nó nhìn nó đẹp Cái này nó trông nó dại dại mà nó hở nhiều hơn này. Đấy, Các bạn thấy chưa Cái độ hở của nó nhiều hơn Còn cái Việt Nam này nhìn trông nó khác hẳn hoàn toàn Rồi tiếp theo chúng ta sẽ so sánh về cái phần mạch Thì các bạn nhìn thấy cái mạch Việt Nam nó khá nhỏ gọn luôn nhé Đây khá nhỏ gọn về cơ bản nó cũng sẽ có một cái mắt cảm biến hồng ngoại thì mạch việt nam nó cũng có một cái mắt cảm biến hồng ngoại đây thế nhưng mà mạch việt nam người ta làm người ta bọc biết rất cẩn thận luôn đây là kích thước của mạch việt nam các bạn nhìn thấy nó nhỏ hơn đúng không Đấy, chiều dài nó cũng ngắn hơn này chiều rộng thì gần như là to hơn một tí to hơn một tí thôi nó cũng sang sàng như nhau như vậy là cái mạch này thì mình đánh giá là cái độ nhỏ gọn thì mình có thể nhét được nhiều chỗ hơn đây các bạn nhìn thấy cái mạch việt nam nhìn có vẻ nó ngon hơn cái mạch trung quốc thì các bạn để ý là nó chỉ có một lớp thôi một lớp mạch còn cái mạch Việt Nam là mạch hai lớp các bạn nhé và có khi ba bốn lớp ở bên trong nữa nhưng mà thông thường những cái mạch này thì người ta hay sản xuất mạch hai lớp để tiết kiệm chi phí thôi cũng có một cái loa này thì ở đây các bạn nhìn thấy đây là con chip của mạch Việt Nam này các bạn nhìn thấy này, nó ghi đầy đủ rõ ràng số luôn nhé Mega Win luôn các bạn nhé đầy đủ số má rõ ràng luôn ở đây nó cũng sẽ có một cái hàng là bốn con chiếc để nó đóng mở cái đầu ra thì các bạn nhìn thấy này cái linh kiện của cái mạch Việt Nam nhìn trong nó vẫn ngon hơn rất nhiều đây nó có đầy đủ các cái linh kiện để cho nó bảo vệ này và cũng như là nó hoạt động nó sẽ tốt hơn ngoài ra thì nó còn có đèn báo led màu đỏ như này thì chút nữa mình sẽ cho bạn xem là cái đèn báo led này nó công dụng gì này rồi cả cái nút bấm ấy này còn cái của Trung Quốc nó sẽ không có đèn led cũng không có nút bấm này về cái hạ áp thì nó cũng hạ áp bằng tụ và điện trở sau đó là nắn qua diode cũng như là sẽ có một cái diode zener để cấp một cái điện áp 5V cho con điều khiển này để nó điều khiển đóng mở cái chiếc này. Ở đây nó còn có thêm cái bảo vệ bằng cầu trì này. Nó hoàn thiện khá tốt và đầy đủ các linh kiện luôn còn ở Trung Quốc là nó không có này. Đầu vào đầu ra của nó thì cái mạch Việt Nam này nó dùng cái cầu đấu này thứ nhất là nhìn trông nó xịn xò hơn so với mạch Trung Quốc này. Đấy cái cầu đấu này nhìn nó to và thứ hai là cái lỗ này, cái lỗ nhét dây vào này, nó cũng to rộng hơn nên là khi mà các bạn mà đấu dây nó sẽ tiện hơn là so với cầu đấu kiểu như này. Cầu đấu kiểu này thì nó hơi nhỏ khi mà nhét dây to là hơi khó, phải cắt bớt dây đi. Thì căn bản thì nó cũng sẽ có uh, hai cái đầu vào là AC1 và AC2 là vào đầu vào này, còn chân COM là chân uh, chung đầu ra. Và trong đấy là số 1 này, số 2, số 3 này và cái switch là chính là cái nút năng đấy để đảo chiều gió đấy mặt sau thì nó không có cái linh kiện gì ok sơ bộ thì bề ngoài thì mình đánh giá là cái mạch của việt nam nhìn trông xịn xòa hơn khi mà bạn mới mua về mà bạn muốn test xem là cái mạch này nó hoạt động ok hay không thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách test cực kỳ đơn giản như thế này các bạn không cần phải lắp vào quạt mà các bạn chỉ cần một cái bút thử điện như thế này thôi là các bạn có thể test được là cái mạch này hoạt động hay không đầu tiên các bạn sẽ cấp nguồn vào cái mạch này các bạn đấu dây nguồn vào cái dây n và l trên mạch Đấy, tương tự như cái mạch này thì cái đấu vào AC1 và AC2. Sau đó các bạn sẽ cắm cấp điện áp 220 vào và các bạn sẽ phải đảm bảo rằng cái dây L đấy, cái dây L là dây line tức là dây pha đấy là nó phải sáng đèn khi mà chúng ta thử bằng bút điện này nó phải sáng. Đầu tiên các bạn sẽ phải kiểm tra xem cái remote hoạt động ok hay không các bạn lắp pin vào và nhớ lắp đúng chiều pin các bạn nhé sau đó các bạn sẽ dùng một chiếc điện thoại các bạn bật cái camera của điện thoại lên và các bạn sẽ dọi cái mắt hồng ngoại của cái remote vào cái camera của cái hồng ngoại và các bạn bấm bất kỳ một nút nào các bạn nhìn đây đấy các bạn nhìn thấy là nó có cái ánh sáng màu tím ở trên cái mắt hồng ngoại đúng không các bạn bấm bất kỳ một cái nút nào mà nó đều có ánh sáng màu tím như thế thì chứng tỏ là nút đấy hoạt động và remote đang hoạt động thì đấy là cách kiểm tra remote rồi bây giờ mình sẽ cấp nguồn vào cái Uh, mạch này. Bây giờ mình cấp nguồn này. Ok chưa? Đây là đang cấp điện áp 220 vào nha các bạn nhé Rồi, bây giờ chúng ta sẽ test thử xem là chúng ta đã đấu đúng chưa. Đây, chỗ này là phải là dây uh, pha nóng đúng không? Thì các bạn nhìn thấy là uh, cái bút điện đã sáng đỏ, như vậy là chúng ta đã đấu đúng rồi. Bây giờ mình bật lên và bật số 1 thì cái đầu ra số 1 là nó sẽ xuất điện ra, có nghĩa là đầu ra nó phải sáng bút điện. Còn nếu nó không sáng thì là đang lỗi. Đây mình sẽ bật lên này. Đây, đầu tiên là mình mở lên này, mở lên. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Cái bút điện nó đang sáng này. Đây là bật số bật lên một cái thì nó mặc định nó vào số 1 này. Đấy, bây giờ mình sẽ mở là lần số 2. Đấy, bấm số 2 này. Thì các bạn nhìn thấy là bút điện nó mất đi. Đấy, nó không sáng nữa. Mình sẽ chuyển sang số 2. Đây. Đây là số 2 thì các bạn nhìn thấy số 2 đang sáng đúng không ạ? Bấm một lần nữa nó chuyển sang số 3. Đây, thì như vậy là số 2 mất thì nó sẽ chuyển sang số 3. Còn cái cọc dây ngoài cùng này chính là cái mà điều khiển cái tung năng thì các bạn sẽ bấm vào cái đảo chiều hiện tại nó đang chưa chưa quay này mình bấm đảo chiều này thì các bạn nhìn thấy là cái bút điện nó đang sáng như vậy là các bạn đã test xong và tạm thời kết luận là cái mạch này là đang hoạt động rồi tiếp theo để so sánh tính năng giữa cái mạch của Trung Quốc và cái mạch của Việt Nam thì mình sẽ đấu tải thực tế trong đấy là các cái bóng đây là bóng số 1 đây đấu vào chân số 1 2 3 đây 1 2 3 tương ứng với 1 2 3 bóng này và cái tải là chính là cái túp năng này, mình sẽ đấu vào cái motor giảm tốc đây. Còn cái đầu vào đây, đây là chân chung là chân COM. Thì cái việc mà đấu như thế nào thì các bạn có thể xem cái sơ đồ ở trên cái vỏ này nhá. Người ta đều hướng dẫn sẵn hết rồi và mình sẽ có cái video đấu sau. Bây giờ mình sẽ cấp điện vào. Ok, mình cấp điện, mình bật lên. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng cái remote do cái mạch của Trung Quốc không có cái nút bấm nào nên là phải dùng qua remote các bạn nhé. Mình sẽ bật này. Đấy, bật lên này. Thì đây là bóng số 1 sáng này, có nghĩa là quạt đang chạy số 1 đấy. Đấy, nhấn một lần nữa là số 2 này. Đấy, nhấn lần nữa là số 3 này. Nhấn lần nữa là số 1 này, nhấn lần nữa là số 2, số 3. Cứ thế là nó sẽ uh, quay vòng. Còn tắt đi. Đấy, tắt là nút riêng. Rồi, bật lên này. Còn cái chế độ đảo chiều, đây là chính là cái đảo chiều là cho cái motor chạy đấy, đảo gió đấy, mình bấm này. Thì các bạn nhìn thấy motor đang chạy này. Bây giờ mình sẽ chuyển về số 1. Và bây giờ mình sẽ test thêm cái tính năng đó là cái chế độ ngủ. Thì cái chế độ ngủ là cái gì? Thì chúng ta sẽ bật lên xem nào. Mình đang đặt ở số 1 nhá và mình sẽ bấm vào cái nút chế độ ngủ. Ok, đã bấm. Và các bạn chờ. Thì các bạn nhìn thấy là chế độ ngủ này, mình không bấm cái gì ở remote nhá thì lập tức là nó sẽ tự động nó chuyển 1, 2, 3 xong nó tắt này. Đấy, mình không bấm remote nữa, lại 3 này. 2 này. 1 này. 2 này. 3, tắt này. Ok, đấy là cái chế độ ngủ mà mình đang để ở cái số 1. Để tắt chế độ ngủ đi thì bấm lại một lần nữa. Đấy, tắt uh, chế độ ngủ đi thì lập tức là nó chuyển về số 1 nhé. Bây giờ mình sẽ chuyển sang số 3 này. 1, 2 này. 3 này đang để ở số 3 và mình lại bấm lại cái chế độ ngủ xem nó có cái cái chương trình của nó có khác so với lúc nãy mình để ở số 1 không nhé rồi mình đang đặt ở chế độ ngủ này 3 này 3 này À, nó cũng có khác cái chế độ của nó cũng khác khi mà mình đặt ở số 3 cái chế độ nó sẽ khác nó chỉ nháy uh, kích hoạt mỗi ở cái số 3 này thôi Đấy, nếu như mà số 3 mà chúng ta để quạt là cái số lớn nhất thì là nó cứ bật số lớn nhất xong lại tắt, bật số lớn nhất xong tắt. Thì cái mục đích của cái chế độ ngủ này là nó sẽ cho cái quạt của chúng ta không quay liên tục các bạn nhé có nghĩa là nó cứ chuyển giữa các số hoặc nó sẽ đặt ở cái một cái số nhất nhất định nào đấy ví dụ số lớn nhất này là cái số gió mạnh thì nó cứ bật lên tí trong tắt để làm sao để cho cái gió nó không thốc vào người của chúng ta nhiều quá nhưng khi mà chúng ta ngủ ấy thì nhiệt độ thân nhiệt của chúng ta nó sẽ giảm xuống mà chúng ta cứ để thốc gió mạnh ấy, thì nó hại sức khỏe nên là cái chế độ ngủ thì chẳng qua là nó cứ bật tắt bật tắt liên tục thôi bây giờ mình thử uh, tắt nó đi chế độ ngủ tắt nó đi xong bắt đầu mình sẽ để cái số 2 này xem là cái mạch này nó hoạt động như thế nào rồi mình bật lại chế độ ngủ này. Rồi. Đây đang chế độ ngủ nhá, nó sẽ chuyển sang số 3 này. Số 3 này. Chuyển sang số 2 này. Số 3 này. Rồi. Số 3 này. Chuyển sang số 2 này. Lại chuyển sang 3. Như vậy là các bạn thấy là khi mà chúng ta để cái số nó càng cao thì nó sẽ cứ bật tắt cái số cao đấy số 2 thì nó cứ chuyển đổi qua lại số 2 và số 3 còn số 3 là cứ bật tắt số 3 còn số 1 là nó cứ chuyển đổi giữa ba cái số như này rồi như vậy là cái chương trình chế độ ngủ là nó có ba cái số như thế thì nó sẽ khác nhau còn cái chế độ hẹn giờ bây giờ mình bấm vào cái hẹn giờ này xem nó có cái hiện tượng gì không nhá các bạn để ý cái 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 còi này từ nãy giờ mình bấm nó không nghe nghe thấy cái tiếng còi luôn đấy không nghe thấy tiếng còi luôn Không nghe thấy một cái gì Kỳ lạ thật Nếu mà cứ bấm cái hẹn giờ này Thì thực sự là mình không không biết được là mình đang mấy giờ Vì nếu như mà theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất Thì mình có thể hẹn được đây 0,5 giờ này 1 giờ 1,5 2, 2,5 này Cho tới 8 giờ cơ Thế nhưng mà bấm này Không có đèn báo Cũng không có tiếng còi kêu Thì chịu còn cái chế độ ion này thì nó là cái chế độ thừa ra các bạn nhé Bởi vì cái này là cây điều khiển đa năng Nên là nó sẽ dùng cho cả những cái quạt hơi nước Rồi tiếp theo mình sẽ test cho các bạn cái mạch của Việt Nam sản xuất Về cách đấu dây như nào thì các bạn có thể xem trên cái sơ đồ của các bạn nhé Thì trong đấy bóng này tương ứng với số 1 này, số 2 này, số 3 này Còn đây là cái đảo gió này Rồi chúng ta bật nguồn này thì ở trên cái mạch của Việt Nam này nó sẽ có một cái nút bấm. Bây giờ chúng ta sẽ thử bấm xem nó có tác dụng gì. Bật này. Thì các bạn nhìn thấy bật một lần thì sẽ số 1 sẽ được cấp điện này là quạt số 1 chạy này thì các bạn nhìn thấy ở đây trên cái mạch nó sẽ có một cái bóng đèn led nó sáng như vậy là đang chạy này bấm một lần nữa thì số 2 như vậy là cái bóng đèn led này là cái bóng đèn led hiển thị là quạt đang chạy bấm lần nữa số 3 bấm lần nữa số 1 bấm lần nữa số 2 bấm lần nữa số 3 còn tắt đi thì các bạn sẽ nhấn giữ nhé Nhấn giữ cái nút này, nhấn giữ lâu Khoảng 3 đến 5 giây gì đấy Đó, thả ra là nó tắt Và các bạn để ý này Cái mạch này, cái còi của nó kêu cũng khá lớn Còn đối với cái mạch Trung Quốc thì còi nó chả nghe thấy cái gì cả luôn Rồi như vậy là cái mạch này nó có cái nút bấm bằng cơ nên là khi mà cái remote của chúng ta nó bị hỏng hay là tìm không thấy thì chúng ta có thể bật quạt bằng cái nút này rất tiện dụng luôn rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái remote này xem như nào nhá tắt đi này Đấy, tắt đi này Đấy, còn bật lên cũng là dùng cái nút này luôn nó hiển thị luôn ở trên này bật lên này bây giờ sẽ bấm vào cái nút tốc độ tốc độ là cái nút này đây số 2 này số 3 này số 1 này số 2 này số 3 này đấy thì tốc độ thì là cái chuyển đổi giữa các cái à, tốc độ còn nút quay là cái nút trên này nút quay là nút đảo chiều gió đấy đấy các bạn nhìn thấy cái motor đảo này là nó đang quay ok bây giờ chúng ta sẽ test về cái chế độ gió tự nhiên nhé gió tự nhiên thì mình cũng sẽ để ở cái bóng đèn là cái số 1 này đang sáng đang sáng này cứ ngày số 1 đang chạy thì mình sẽ bấm vào cái gió tự nhiên này xem chương trình của nó như thế nào đấy các bạn nhìn thấy Số 1, gió tự nhiên số 1 thì nó sẽ nháy giữa số 1 và số 2. Xong rồi số 1 tắt này. Số 1 sáng này. Số 2 này. Đấy xong rồi số 1 này. Rồi, chương trình của nó sẽ hơi khác so với của Trung Quốc. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái chế độ số 2 xong mình bấm gió tự nhiên, mình tắt gió tự nhiên đi. Đấy, bây giờ đang mình sẽ chuyển sang cái số 2 này. Đây số 2, xong bắt đầu mình bấm gió tự nhiên này. Rồi chúng ta sẽ xem chương trình của nó như thế nào. Thì số 2 thì nó sẽ chuyển qua lại giữa số 2 và số 3. À số 2 nó lại còn cả vào số 1 nữa. Đấy. Rồi, thì đây là chương trình gió tự nhiên khi mà các bạn để ở số 2 mà các bạn bấm gió tự nhiên thì nó sẽ nháy theo chương trình như vậy. Lấy vào số 1 xong vào số 2 xong lại vào số 3 xong lại chuyển sang số 2 xong lại tắt đấy là gió tự nhiên ở, ở của số 2 bây giờ mình sẽ bật số 3 lên tắt cái gió tự nhiên đi xong rồi bật số 3 lên đây mình đang để ở cái số 3 xong đó mình bấm gió tự nhiên này. rồi mình không bấm vi gì mốt nữa chúng ta xem chương trình của nó như nào rồi số 3 chuyển sang số 2 số 3 lúc đấy các bạn thấy nó là nó lâu hơn tắt đi Chuyển sang số 1, số 2. Chuyển sang số 3. Thì các bạn thấy là cái số 3 này nó để lâu hơn. Thường thì số 3 là đấu vào cái số mà gió mạnh nhất. Thì khi mà chúng ta đặt ở cái số cao nhất mà sau đó chúng ta chuyển sang số tự nhiên thì cái thời gian mà có gió thì nó sẽ lâu hơn so với cái việc mà chúng ta đặt ở số thấp Thế nhưng mà mình thấy là cái chương trình của cái mạch này nó hay hơn Nó gần gần giống với các cái chương trình của những cái mạch à... cao cấp Ví dụ như là cái quạt của Mitsu hoặc là cái quạt của Vinawin Mà cái mạch cao cấp ấy, nó cũng nháy theo cái kiểu như thế này Bây giờ mình sẽ sang cái chế độ hẹn giờ nhé các bạn nhé Bây giờ à, theo như hãng sản xuất thì nó sẽ hẹn được là 1, 2, 4, 8 Và bây giờ mình sẽ bấm hẹn giờ này Các bạn nghe thấy nó tiếng tít một lần thì là nó đang hẹn số 1 và các bạn để ý này cái đèn led này nó đang nháy là nó đang báo hiệu là mạch đang hẹn giờ các bạn nhé còn nếu nó không nháy nó sáng trưng thì là không có hẹn giờ mình bấm một lần nữa này bạn để ý nghe cái tiếng bíp nhá. đấy các bạn nhìn thấy nó có hai cái tiếng bíp liên tục thì là đã chuyển sang 2 giờ và đèn led nó vẫn nháy là đang hẹn giờ mình bấm lần nữa để cho nó sang hẹn 4 giờ này và các bạn nghe thấy tiếng bíp nó sẽ kêu 3 tiếng nhá. đấy nó sẽ kêu 3 tiếng, nó hơi nhỏ đấy, không biết các bạn có nghe thấy không Đấy, thì đây là nó đang hẹn ở mức 4 giờ Và cái đèn led nó vẫn nháy Bây giờ mình bấm một lần nữa để cho nó hẹn 8 giờ Thì nó kêu dài hơn Đấy, các bạn thấy không Cái kêu nó sẽ dài hơn đúng không Và đây là đang hẹn 8 giờ Thì cái đèn led nó vẫn nháy là đang hẹn giờ Mình bấm một lần nữa là coi như là nó sẽ tắt hẹn giờ này Và cái đèn led nó không nháy nữa này đó làn tắt hẹn giờ thì cái đèn led nó không nháy nữa thì như vậy các bạn có thể thấy được rằng là với cái mạch này nó vừa có báo âm thanh vừa có báo đèn nên là chúng ta sẽ biết được rằng là cái hẹn giờ của chúng ta là đang hẹn mấy giờ mấy giờ và hẹn giờ có đang chạy hay không còn đối với cái mạch của trung quốc này thì chúng ta chả biết là chúng ta hẹn giờ là như thế nào cả nên là rất khó mạch trung quốc ăn bớt nhiều quá để làm giảm giá thành nên là rất khó cho cái người sử dụng các bạn nhé rồi, vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ tương đối chi tiết cho các bạn về hai cái mạch điều khiển từ xa à, dùng cho quạt. Thì một cái mạch bên tay phải của mình là của Việt Nam sản xuất, một cái mạch là của Trung Quốc sản xuất. Thì qua cái video test tương đối chi tiết thì hy vọng là sẽ giúp ích cho các bạn chọn mua được một cái mạch phù hợp với cái nhu cầu của mình. Về giá thành thì cái mạch của Trung Quốc này mình mua nó rơi vào khoảng 38 đến 40 ngàn nhé. Còn cái mạch của Việt Nam này nó rơi vào khoảng 60, 70 ngàn gì đấy. Mặc dù là cái giá thành chênh nhau của Việt Nam đắt hơn, nó chỉ đắt hơn vài chục ngàn thôi. Thế nhưng mà cái tính năng của nó mang lại thì mình thấy nó ok hơn. Và cái độ hoàn thiện mạnh ấy thì mình thấy là nó ngon hơn rất nhiều so với của Trung Quốc. Nếu là bản thân mình thì tất nhiên là mình sẽ chọn cái mạch này mặc dù nó đắt hơn một chút. Còn bạn, bạn sẽ chọn mạch nào? Hãy để lại comment ở dưới phần bình luận các bạn nhé cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình hẹn gặp lại các bạn trong các video sau